Một Phật tử nữa hỏi rằng: A Di Đà Phật, con xin bạch thầy, con là Hà Thị Loan, thôn Duyên Trường, xã Duyên Thái, thành phố Hà Nội. Con xin thầy cho con một lời pháp nhũ gia đình con, sang cát cho mẹ con ngày mùng 10 tháng 11 năm 2016. Lúc đào huyệt thì con thấy áo quan của mẹ con có 3 vòng sắt, 6 quấn quanh, có quấn quanh áo quan 3 vòng sắt 6 quấn 3 vòng sắt 6 quấn quanh áo quan, có siết rất chặt. Con bạch thầy, sự việc như vậy thì có vấn đề gì không ạ? Và con phải làm thế nào? Vì từ ngày mẹ con mất, chúng con làm ăn sa sút và còn rất nhiều công nợ. Anh em cãi nhau, họ hàng chửi bới con. Con xin cảm ơn thầy. Cái này thì cũng có thể là do sơ suất cái khi gia đình nhà mình thôi. Trước khi mà cụ mất thì đem chôn thì có khi lại dùng cái sắt sáu để quấn vào cái quan tài, hoặc là do gì? Do lúc đó có thể là ông thầy cúng, ông thầy pháp, ông hướng dẫn cho làm như thế để cho gì? Cho ma nó khỏi về, nó bắt người thân chẳng hạn, vân vân. Có không? Có. Nhiều trường hợp cái ông thầy pháp nó làm những cái việc quái dị lắm các quý vị ạ. Nó chói chân, chói tay. Nó dùng bùa nó để dán vào mặt, dán vào mồm, dán vào ngực, dán chân, dán tay, rồi dán lên cả ngoài mộ quan tài để cho gì? Mục đích là không về để bắt con đưa cháu đi đi tiếp theo được, tức là không bắt con bắt cháu chết theo được. Nhưng mà có khỏi không? Không. Đấy. Cho nên trường hợp này cụ ấy hỏi rằng thấy như vậy thì có thôi, không có gì lạ, chuyện nó qua rồi. Thôi đừng có suy nghĩ làm gì, điều quan trọng nhất là bây giờ. Điều quan trọng nhất là giải quyết sự việc bây giờ là Phật tử này nên gì? Phát nguyện, thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng ở tại gia đình nhà mình, tại ban thờ thần linh gia tiên nhà mình để hồi hướng siêu độ cho các cụ, mong cho hương linh các cụ sớm được siêu thoát. Rồi qua những pháp hội như thế này hãy làm sớ, làm bài vị để cúng cho các cụ nữa, trợ duyên cho chư tăng và đại chúng cũng hồi hướng cho sớm được siêu thoát là tốt nhất. Và những pháp hội tụng kinh Địa Tạng 23, 22, 28 hàng tháng nữa, chúng ta nhất tâm để hồi hướng cho thì cũng hương linh của cụ nhanh được siêu thoát là tốt nhất, chứ không phải lo gì nữa cả. Lo thì cũng chả giải quyết gì, điều quan trọng giải quyết. Một việc nữa, một Phật tử nó hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, cuối tháng này gia đình con sẽ sang cát cho chồng con. Con xin thầy bố thí cho con một số điều ạ. Theo đạo Phật thì công việc này con cần phải chuẩn bị những gì ạ? Con kính bạch thầy. Đấy, làm như Phật tử lúc nãy thì khen làm đúng ấy. Từ giờ đến hôm đấy cứ tụng kinh Địa Tạng hồi hướng. Đến hôm ấy bắt đầu làm, trước hôm làm á, ra ngoài đó thì tụng kinh Địa Tạng nói dài, tụng trước đi. Ra ngoài đó chỉ cần trì một biến hoặc ba biến đại bi thập chú, bát nhã, niệm Phật, xong bắt đầu gì? Cho đào huyệt mới và cho phá nấm. Phá nấm xong đến cái quan tài xong một cái thì moi hết đất ở trên đi, để nguyên đấy không được bật ra. Mà xem vào cái giờ tốt, thường thường là chiều hôm trước người ta phá nấm, đào huyệt. Và để nguyên đấy, căng áo mưa ni lông, căng bạt lên trên, thắp hương 24/24 cho đến khi mà làm xong. Đến cái giờ tốt và đêm hôm đó thì bắt đầu bật ván thiên và khi đó chúng ta làm. Nhưng cũng phải các Phật tử chúng ta, mùa này là mùa hay thay áo cho các cụ gia tiên và người thân đã qua vãng. Chúng ta cũng phải đề phòng là gì? Ở cái nơi đất nó gì, nó xấu. Hoặc là gì? Hoặc là khi cái người đó lúc bệnh do uống sâm hoặc là truyền hóa chất cho nên nó chưa tiêu hết, thì lúc đó đừng có đi mà cầm dao mà cắt mà cứa mà xẻo ghê lắm. Mà lúc đó gì? Chúng ta phải bàn nhau ngay lập tức để một cái phương án thứ hai, đó là đem đi gì? Hỏa thiêu. Đem đi thiêu được không? Được. Rất tốt. Đem đi thiêu, chứ đừng có như trước đây, vì trước đây đó không có cái chỗ thiêu thì chúng ta phải gì? Phải cắt, phải xéo. Tôi nghe một số người á ở Sơn Đông nếu có này, đến kể với tôi là nhìn mặt rơn hết cả người, ghê lắm. Về cái người làm cái việc đó về một nửa tháng không ăn được cơm. Ghê quá. Cứ bầy nhầy cầm cái dao xẻo từng tí này, cắt cổ ra này, cắt tay cắt chân ra để thì mới xẻo mà nó mới được, chứ còn để cả thế thì không vừa, không cái tiểu nào vừa. Cho nên làm mấy tiếng đồng hồ cứ xẻo 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 như thế, kinh lắm, ghê lắm.
không an toàn. Lúc đó chúng ta thấy như vậy và vẫn quyết định làm á, thì đậy nắp áo quan lại, liên hệ với lò thiêu. Bây giờ ở khu vực Sơn Tây thì Ba Vì thì Phúc Thọ vân vân có lò thiêu ở trên Ba Vì rồi, làm rất nhanh, rất sạch sẽ. Mà ở mạn dưới thì đến lò thiêu Văn Điển họ làm hết, không cứ là phải người mới chết họ mới làm đâu, giờ họ phục vụ hết đó. Đấy cũng là một cái phương án hai cho các Phật tử chúng ta trong gia đình dòng họ, nếu có làm việc đó không may gặp trường hợp như thế thì chúng ta vẫn quyết làm, thì cứ thế mà làm đó, cứ thế mà làm đó. Sau đó thì bắt đầu rồi, cái lúc mà làm thì lúc mở bán thiên ra thì chúng ta chỉ cho biến đại bi và niệm Phật, hoặc niệm Án Mani Bát Minh Hồng, tùy theo. Niệm Phật cũng được, niệm Án Mani Bát Minh Hồng chú Quan Âm cũng được, hoặc niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng được, miễn là niệm danh hiệu Phật Bồ Tát và thần chú Phật của Bồ Tát. Làm cho làm xong một cái đem sang gì chôn vào chỗ mới, thì chôn xong thì bắt đầu chôn chúng ta chỉ bị biến đại bi thập chú là càng tốt, không thì chúng ta bát nhã và niệm Phật. Niệm Phật xong thì hồi hướng Tam Tự Quy, khi mà chôn xong lên rồi niệm Phật Tam Tự Quy thì là xong. Sau đó xây ốp lại thì buổi chiều lại thì chúng ta nên có một cái khoa cúng, gọi là cúng ở thế gian này, gọi là gì, gọi là cúng nhập mộ, cúng hoàn long mạch, cúng lại như thế cho nó yên, vì sợ rằng cái vong họ chưa được giải thoát thì phải có cúng nhập mộ để cho gì, cúng nhập mộ chính theo cái nghi thức của thế gian. Chúng ta có nghĩa là kính cáo với thần linh thổ địa, với cái vị thần mà cai quản cái gì, cái nghĩa trang đó, cái thần quản trang đó là gì, là cho người nhà mình xin được nhập khẩu về rồi chỗ này là chỗ gì, chỗ mới. Giống như người chúng ta còn sống này, chúng ta mua đang ở nhà chỗ này mà chuyển nhà đến chỗ khác, chúng ta có phải trình báo tổ trưởng tổ dân phố không các quý vị? Ở thôn có báo cáo với trưởng thôn với công an xã không? Có, đúng không? Chúng ta phải đăng ký tạm trú tạm vắng ở đấy chứ. Chỉ ở dưới Quan Âm cũng thế, cái nghi thức cúng nhập mộ nó chính là cái nghi thức giống như ở trên trần gian, chúng ta gọi là thông báo với, đăng ký tạm trú tạm vắng, thông báo với tổ trưởng tổ dân phố hoặc là gì, hoặc ông trưởng thôn là chúng ta chuyển từ nơi này về đây để ở. Rồi thông qua công an xã, công an phường chúng ta đăng ký gì, tạm trú tạm vắng hoặc nhập khẩu vân vân đó. Cái nghi thức đó chúng ta không được bỏ qua, phải làm đó, phải làm. Tốt nhất là tới đây phòng thông tin đó, soạn ra cái khoa đó cho các Phật tử chúng ta đạo tràng đó, chúng ta tự đọc với nhau được, không phải nhờ ông thầy cúng, nó đơn giản thôi mà. Cái cúng đấy đạo tràng đọc được. Bây giờ Phật tử chúng ta có các đạo tràng là trưởng phó đạo tràng mà, hoặc là các đạo tràng chúng ta Phật tử đều biết chữ rồi, soạn ra cái đó mà cái đạo tràng đến làm từ A đến Z theo Phật pháp luôn, khỏi với ông thầy cúng nó bùa bèn rồi yểm yết cho, rồi cuối cùng là sau này là lo mà khổ thêm ra. Tôi chắc là tới đây thầy chỉ đạo làm cái đó cho đạo tràng chúng ta ha. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.